Đến với buổi Zoom ngày hôm nay, em xin được chia sẻ tới cô chú anh chị thế nào là thực phẩm sạch trong chăn nuôi và vai trò của bác sĩ thú y đối với đời sống và vật nuôi. Thứ ba là các biện pháp để chúng ta kiểm soát bệnh vật nuôi một cách hiệu quả cao nhất.